Em xin mến chào các bác yêu Phong Lan trên toàn quốc. Thưa các bác, thì được sự đồng ý của bác Nguyễn Gia Khánh, hôm nay em xin phép được gửi đến các bác những các cái hình ảnh về vườn Phong Lan của bác Nguyễn Gia Khánh ở Hà Nội rất là tuyệt vời. Xin mời các bác cùng theo dõi. Hết lượt vòng. Tôi thích hoàn này nhất này.
Thank you.